Xin chào toàn thể quý cô bác cùng các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Cực Bắc TV. Ngày hôm nay thì Cực Bắc TV lại đi vào trong thôn Má Tìa, vào trong nhà em Di. Em Di là cái cậu bé mù á. Đó. Thì trong cái thời gian chờ đợi để anh Hoàng Nam làm các cái thủ tục, cũng như là trong thời gian chờ đợi cái dịch bệnh, dịch Covid ấy, nó thuyên giảm ở Hà Nội, thì anh Nam có nhờ Cực Bắc TV cũng như là em Ngọc. Đây em Ngô Xí Ngọc đây, em A Páo ấy. Mũ xoay A Páo đây. Đấy. Chào Cực Bắc TV, chào cả nhà. Ừ. Chào cả nhà trên kênh của Cực Bắc TV. Thì em Ngọc thì là một cái nghệ sĩ sáo cũng như là các loại nhạc cụ. Đấy. Thì anh Nam có nhờ em Ngọc cũng như là Cực Bắc TV trong cái thời gian chờ đợi thì sẽ vào trong nhà em Di để cho em ấy làm quen với lại cây sáo trúc, để tương lai em có thể thổi cái cây sáo đấy một cách thuần thục, và vừa sáo trúc vừa lại sáo mông. Và A Báo sẽ truyền lại cho những cho em Di những cái kiến thức cơ bản khi thổi sáo mông và sáo trúc và các loại nhạc cụ của người vùng cao. Và hôm nay sáo này thì chưa được bao ra, tí nữa vào nhà em Di mình sẽ bóc ra. Sáo của anh Hoàng Nam mua đúng không? Sáo của anh Hoàng Nam mua. Đây. Một sai, anh Hoàng Nam chuyển khoản cho A Páo mua hộ anh Nam. Bố nuôi. Đấy. Thì trước lúc vào trong nhà em Di thì A Páo có thể gửi đến mọi người không? Một làn điệu sáo mông. Chờ A Páo một tí. Đến đây cảnh nó đẹp quá mọi người ạ. Thì trong cái khung cảnh này em muốn gửi đến mọi người một cái làn điệu sáo mông đấy, qua sự thể hiện của A Páo, để cho mọi người thấy là cái khả năng đấy, Páo có thể làm thầy của em Di trong cái thời gian chờ đợi để đưa Di đi Hà Nội chứa mắt nhé. Một say. Cầm đi mic. À không cần à. Được chưa?
Apa đang feel theo cảm giác, đang feel theo cái feel bồng của Apa, đang feel theo cái cảm nhận của Apa về núi rừng cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang, không phải feel theo một bản nhạc nào cả cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà mua sai. Vừa rồi là chắc tại trời mưa nên là nó trơn có những cái nốt nhạc không em bị trượt đúng không? Cái này là nó không sao. À. Nó càng mưa càng tốt. Yên tâm cả nhà nhé. Okay. Thì vừa rồi là Apa đã gửi đến một cái làn điệu sáo Mông. Thì bây giờ em mời mọi người nhé, chúng ta cùng nhau vào trong nhà MG để xem cái khả năng tiếp cận cũng như là khả năng thích nghi với lại cây sáo Mông của em đấy như nào, cũng như là xem cái cảm xúc của MG Di khi mà nhận được cái món quà từ anh Hoàng Nam như nào nhé mọi người nhé. Thì bây giờ mời mọi người chúng ta cùng nhau vào trong nhà MG. Vừa rồi thì em với lại em Ngọc A Páo đây đi xuống dưới nhà em Di, nhưng được chỉ là Di hiện tại thì đang ở trên nhà Nô. Thì bây giờ thì em với lại em A Páo thì lên đây đến đây rồi. Thì Di thì hiện tại đang trong nhà Di nhóc sáo treo nhỉ? Sáo treo nhỉ? Di đang trong này. Không phải, đây là em Di. À, Di đây. Di làm gì đấy? Đang nấu rượu à? Di đang ngồi giúp Di nấu rượu này. Này, thà này Di này. Đấy, thà đây là của thầy giáo Ngọc mua cho Di nhá. Với lại hôm nay anh với lại anh Ngọc, thầy Ngọc nhá, gọi là thầy nhá. Bởi vì thầy Ngọc sẽ dạy... thầy Páo sẽ dạy Di thổi sáo đấy. Đấy, sáo đây này, sáo của chú Hoàng Nam này. Đấy, rồi. Bố Nam mua cho nhá. Rồi, cả nhà thân mến, đây là sáo của bố Hoàng Nam đã gửi tới cho A Páo, chuyển khoản cho A Páo, và A Páo đã mua hai chiếc sáo cho em. Và A Páo sẽ trực tiếp như lời hứa với anh Nam là bố nuôi của Di, thì A Páo sẽ bóc sáo ra và A Páo sẽ truyền lại những kiến thức cơ bản về sáo Mông cho em Di, để trong cái quá trình mà em Di đang chờ đợi bố làm thủ tục để đi đưa xuống Hà Nội, nhưng mà các trung tâm hiện tại là chưa nhận, cứ phải chờ thời gian. Trong thời gian chờ đợi thì A Páo sẽ cố gắng hết sức mình cho em Di tiếp cận được với âm nhạc vùng cao. Và đấy, có hôm nay có Cực Bắc TV hỗ trợ cùng A Páo đi. Và đây là sáo của con rồi. Bây giờ thôi, thầy tí nữa thầy sẽ bóc ra cho con nhá. Đi ra đây ánh sáng, ra sáng đây cho Di bóc cả. Di lo đi. Đi ra đây nào, đây nào. Đây là thóc à? Nhà thu được nhiều thóc không hả em? Bé thôi à? Đây A Páo bóc sáo đi. Rồi. Cả nhà thân mến, A Páo đang ở nhà cậu Nô. Không tìm được cái dụng cụ nào mà để mà mở cái hộp sáo cho em Di, chỉ có con dao cùi ở nhà nhá. À, nỉa ra đây chứng kiến hộ con kính này, nỉa một say nỉa. À, lệnh một ra đây. Đây lệnh một ở đây, ngồi đây thôi, không làm gì đâu, ngồi đây. Nhiệt đi chứ bao đây. Nhiệt đi chứ bao. À, bà không phải nỉa. Bà nói được. Po là bà. Bà là bà, còn nỉa là mẹ. A Páo nói nhầm. Thế A Páo chắc là khoảng tầm một tuần nữa A Páo sẽ đi học tiếng Mông để hỗ trợ về cái vấn đề là nói chuyện với em Di. Bởi vì là em Di hiện tại là A Páo nói chuyện giống như là người Việt nói chuyện với người Tây, cho nên là đúng không? Đây, cả nhà ơi, sáo nằm ở trong này nhé. Hôm nay gọi là bọc tem đây. Đây, bố Nam ở Hà Nội đã gửi tới cho con nuôi.
rất là kiên cố, rất là chắc nhé. Rồi, cả nhà thân mến, đây là hai chiếc sáo mà bố Nam, bố nuôi của MG đã gửi gắm cho A Páo để A Páo mua sáo cho MG để MG trong quá trình là học sáo mông. Và bây giờ đây là sáo của con. Đấy, thầy là thầy truyền nối những giai điệu của bản Mông để cho con được ngày càng tiến bộ và tốt hơn, sau này con có tương lai tốt hơn. Đấy. Con có nhìn rõ không? Con có nhìn rõ không? Đi. Con có nói nhìn thấy không? Con thầy là con có kẹo như này. Đây gói kẹo này thầy mua cho con thôi, nhưng mà tí nữa ăn nhé. Đây, con sờ cho nào. Đây, con có hai cái sáo này. Em gì vui nhá, ở nhà nhá. Đấy, rất vui nhá. Đấy, sờ cái thứ hai rồi. Đấy. Phiên dịch là gì anh Hân? Di nó vừa sờ vào cái chỗ lá đồng ấy, thì Di nó hỏi là thổi vào chỗ đấy. Cả nhà ấy, đấy, con có nhìn thấy rõ không? Có nhìn thấy rõ không? Không nhìn thấy, em cảm giác thôi. Cảm giác thôi cả nhà ấy. Em đang ngồi ở ngoài rất sáng mà còn không nhìn thấy này. Có cái thị lực của em rất yếu nhỉ. Rất yếu nhỉ, ngồi đây rất là sáng này. Nếu mà thầy mà để ở trước mặt em có thấy không? Không thấy, ở nhà không có cảm giác là thấy. Thị lực của em rất yếu này. Rồi bây giờ này thầy sẽ thử cái sáo này. Bởi vì thầy cũng chưa được thử ở nhà, cũng thầy vừa bóc ra cho con thôi. Đấy. Em cứ sờ đi, sờ thoải mái đi. Đấy, sáo của con đấy. Bây giờ thầy sẽ thử cái sáo nhỏ của con nhé. Thầy sẽ thử hai cái sáo của con. Sáo được không em? Như A Páo thì cảm nhận là sáo rất hay cả nhà. Đấy, Di nhận được sáo mới rồi. Thì chút nữa thì là Ngọc em ấy sẽ dạy cho Di. Thì vừa rồi Ngọc cũng thổi cho Di nghe qua hai cái điệu sáo, từ hai cái loại sáo luôn, từ cái sáo nhỏ, sáo to. Thì bây giờ hỏi Di. Di nhỉ chứ nhỉ? Nhỉ. Ừ. Thì là Di rất là thích. Di rất thích đúng không? Thích. Thích đấy. Thì là hai cái sáo này là em ấy rất thích này. Đấy. Tay cứ mân mê này. Em Di vừa bảo gì với bà đấy? Di bảo là hai cái này tốt hơn cái của thằng em nào? Thằng có một thằng em kia lấy được một cái. Ở trong xóm này cũng có một em có cái sáo à? À, có một người mua ở chợ về cho gì à? Có một em kia mua về thổi thôi. Con này tốt hơn. Hai em kia mua về thổi thôi đúng không? Thì không phải cho gì đâu đúng không? Không phải cho gì đâu, gì bảo là hai cái nhiệt tốt hơn cái. Rồi. Giao đi. Cả nhà thân mến á, A Páo á sẽ thử cái sáo thứ hai.
bây giờ còn không biết được cái nào là sáo số 1 và pháo sáo số 2 nữa, giống nhau quá. Tôi thì để thầy thử nốt cái này để xem nào. Cái này nó màu bạc hơn. Cái này sẽ âm hơn cả nhà này. Để thử sáo con của nó nhé. Dì ơi, dì, bây giờ thầy muốn truyền tải cho con là cái thứ nhất là cái sáo này thì mình sẽ thổi và lấy hơi, thổi cho cái thổi sẽ vào cái vị trí là cái miệng sáo này, sau là hơi nó sẽ ra hết cả cái đường sáo này, ra hết tất cả cái âm thanh này, nhưng mà con phải có nhiều hơi con mới thổi được đấy, con có nhiều hơi con mới thổi được. Bây giờ thầy sẽ thổi mẫu cho con, là thầy sẽ lấy hít một hơi thật sâu và thầy sẽ thổi từ đầu đến cuối để cho con hiểu là cả nhà thân mến, là do MG cũng không biết được là nốt sáo là như nào, và nốt sòn là si do re mi fa, do re mi fa son la si do si la son fa mi re, có nghĩa là em cũng không thể biết được là nốt nào, cho nên bây giờ cách thứ nhất là để cho em tiếp cận với cái chiếc sáo này thì chỉ là cách là để tập cho em chạy ngón và chạy từ trên xuống dưới, tại chạy từ dưới lên trên, chạy tất cả các quãng của sáo mông để em còn biết được là làm quen được với cái nốt sáo thì em đấy mới cảm nhận được. Còn bây giờ mình không thể dạy em là nốt này nốt đô, nốt si, nốt la được, bởi vì là em không nhìn thấy. Hiện tại đang ở ngoài sáng này mà em còn không nhìn thấy. Thế nếu mà mình mà dạy thì chắc là rất là khó khăn, mà em lại nói tiếng Mông với A Páo lại không sành về tiếng Mông. A Páo chỉ biết một chút gọi là để ngoại giao, xã giao thôi, còn để sâu hơn nữa thì A Páo không nói được. Chắc chắn một thời gian nữa A Páo phải học tiếng Mông để hỗ trợ cho phần A Páo tâm sự với em hàng ngày. Và bây giờ A Páo sẽ thổi cho em để em ấy cảm nhận. Rồi Di ơi. Đấy, được đấy. Bây giờ Di nghe thầy thổi một lần nhá. Này. Em Di đã thổi lên rồi cả nhà nhá, yên tâm. Đã thổi lên tiếng rồi đấy. Bây giờ này. Di này. IOP Brown. Đây, từ nghe IOP nhá. IOP. Con chỉ cần là cái hơi của con ấy, con thổi đến lúc nào mà nó cứ giữ đều cho nó, âm thanh nó giữ một cái mức độ nhất định là nó không bị mất hơi. Còn giống như con đi chợ ấy. Không được rồi. Bây giờ con bắt đầu từ cái này. Từ nốt trầm nhất, sau sẽ lên nốt cao nhất. Này, đây coi. Nốt này là con ít hơi, không cần nhiều hơi. Me là ít cả nhà. Chưa biết nữa mà là hơi là tiếng Mông gọi là gì chứ. Anh cứ quăng TV cũng chắc là chưa biết. Me gió hơi. Bây giờ con sẽ từ từ nhé, con không thể vội được, cái này không thể vội được. Bây giờ con sẽ phải làm quen sáo này. Cái thứ nhất sẽ làm quen sáo này. Đây. Nốt này miệng là vào đây. Ngón này con sẽ vào đây. Ngón thứ hai vào đây. IOP brown 1 2 3 cả nhà nhé. Đấy, bên này cũng IOP. Đấy. Rồi. Thế nào, được chưa? Rồi. Từ từ. Để thầy cho ngón tay vào đã.
con phải con này bịt kín là ipipu, có nghĩa là có nghĩa là à pào chưa biết được là bịt kín lỗ là như nào, tiếng tiếng Mông cả nhà biết là bịt kín lỗ như nào không? Con nghe thời, con nghe thời. Không, con thổi sai ngón rồi, con thổi sai ngón và sai thế rồi. Em gì ngón này thì đá với lỗ kia. Có nghĩa là ngón bên này là nện vào lỗ của phía bên kia là không được. IAP là ngón này là con sẽ thổi ngón này thôi, con không được sử dụng ngón này mà chảy sang ngón bên này, không được tranh nhau. Nếu mà đã chia kẹo rồi là con chỉ ăn kẹo phần của con thôi, con không được lấy kẹo phần của người khác nhé, của em khác nhé. Đây, đây rồi. Ờ rồi, đúng rồi, đúng rồi, nhẹ rồi, đỏ lên. Con căng hơi một tí nhé, này. Nghe nghe. Con không cần phải làm, con có thể nhìn thấy không? Con có thể nhìn thấy thầy không? Nhìn thấy không? Không nhìn thấy đâu. Không, không, cả nhà ơi, không nhìn thấy gì cả nhà. Con có thể nhìn thấy không? Di bảo không, cho nên thị lực của em rất yếu rồi. Con nghe này, con chỉ cần nghe thôi nhá. Đấy, con chỉ cần hai nốt đấy thôi. Dậy hai nốt thôi cả nhà. Không không, con phải thổi cái sáo sáo to đã, không không con không thổi sáo nhỏ bây giờ. Sáo nhỏ bây giờ là cần kỹ thuật cao hơn. Đấy. Đấy đây đây, con đây, con này. Đấy, sờ còn không thấy cả nhà thấy không? Thấy thương con không? À, Bảo cũng không nghĩ là gì, còn không nhìn thấy gì, không phải là. Đây, ngón của con bên này. Đây đây. Đấy, ngón tay của Di rất dài cho nên rất thuận lợi. Đặt sáo. Đặt ngón đấy. Rồi, con thổi đi. Hai nốt thôi. I o. I o i o. I o. Con nghe nè. Không, không. I o p nào. 1 2 3 I o i o. I o. À, con nhẹ, đặt nhẹ hơi thôi. Không không, con không bịt. Có nghĩa là đây đây, con bịt hết đi. Con cứ làm việc. Bò. Bò. Một cái là y là mạnh hơi là gì nhỉ? Mạnh hơi là gì? Có tia. À? Ừ. Mạnh hơi này. Nghe, con nghe này. Đấy, tiếng Mông không không. Là biết i o rồi, lại nhá. Nào, con nghe cái âm trầm của nó này, nghe a. Rồi mạnh lên, mút sai sai. Rồi. Nè, ba ra ngồi đấy, cho tình cảm.